Ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, nếu như Hezbollah có thái độ kiềm chế, Israel sẽ giữ tình hình ở nguyên trạng như hiện nay. Ông đồng thời cảnh báo, nếu chọn giải pháp chiến tranh, lực lượng vũ trang của Liban sẽ phải trả giá đắt. Truyền thông quốc tế cho biết, các máy bay Israel đã bắn hai tên lửa vào khu vực ngoại ô của thị trấn Mawahin ở khu vực tây nam Liban, khiến một binh sĩ thiệt mạng và ba người khác bị thương. Kể từ cuối tuần trước, đã xảy ra một số vụ đụng độ dọc biên giới Israel-Liban, gây thương vong cho cả hai bên. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA ngày 16 tháng 10 cho biết, dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp dải Gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 24 giờ nữa. Tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Israel tuyên bố sẽ mở lại nguồn cung cấp nước cho các khu vực phía nam Gaza. Trong ngày 15 tháng 10, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo vẫn xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập, không thể tiến vào dải Gaza để tiếp cận người dân Palestine do khu vực này đang bị Israel ném bom. Cửa khẩu quốc tế Rafah, lối đi duy nhất ra vào dải Gaza do Israel kiểm soát, đã bị đóng cửa kể từ ngày 10 tháng 10 sau 3 cuộc không kích. Hiện các chuyến hàng viện trợ từ Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đến Ai Cập. Cùng với đó là lượng vật tư y tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cung cấp để đủ đáp ứng nhu cầu của 300.000 người dân. Chính phủ Ai Cập đã cử một đoàn gồm 100 xe tải có khả năng chở 1.000 tấn hàng viện trợ. Các điểm bỏ phiếu tại Ba Lan đã đóng cửa vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ ngày 16 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền có khả năng về nhất, nhưng không hội đủ đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mà phải tìm kiếm liên minh. Theo kết quả thăm dò do hãng IPSOS tiến hành cho đài truyền hình TVN24, Liên minh Dân sự Đối lập, Con đường thứ ba Trung Dung và Cánh tả mới nhiều khả năng sẽ giành được tổng cộng 248 ghế tại Hạ viện, gồm 460 thành viên. Trong khi đó, Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền Ba Lan chỉ có được khoảng 200 ghế. Để thành lập được chính phủ, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số ít nhất là 231 trên 460 ghế tại Hạ viện. Trước đó, dưới phân tích chính trị dự báo, Ba Lan có thể phải đối mặt với thời kỳ bất ổn nếu như Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền không bảo đảm được thế đa số tại quốc hội khóa mới ở nước này. Dự kiến kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10 tới.